Xin chào quý vị và các bạn. Khối không khí lạnh suy yếu hình thành nên một rãnh áp thấp có trục vào khoảng từ 23 đến 25 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây, chính là yếu tố tác động đến thời tiết tại Bắc Bộ trong 2 ngày tới. Nằm ở rìa phía nam của rãnh áp thấp này, vì thế trong ngày 23 tháng 1, ở khu vực Bắc Bộ, thời tiết chủ đạo vẫn là không mưa, có nắng về trưa chiều. Nhiệt độ trong ngày 23 và ngày 24 tháng 1, tức là 29 và 30 tháng Chạp âm lịch, được dự báo sẽ duy trì ở mức nhiệt độ cao từ 24 cho tới 26 độ, có nơi còn cao hơn, cảm giác ấm áp. Tuy nhiên, đến khoảng chiều tối ngày 24 tháng 1, khi gió mùa Đông Bắc từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, nó sẽ đẩy rãnh áp thấp này đi qua khu vực Bắc Bộ, nên ở các tỉnh miền Bắc trời sẽ có mưa rào và dông. Những cơn mưa dông được dự báo sẽ kéo dài sang cả ngày 25 tháng 1, tức là ngày mùng 1 Tết Canh Tý. Do cường độ mạnh của đợt không khí lạnh tác động lại cộng với trời có mưa nên nền nhiệt ở các tỉnh miền Bắc vì thế sẽ giảm mạnh. Mức nhiệt cao nhất trong ngày đầu tiên của năm mới Canh Tý ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ giảm xuống dưới 18 độ. Tình trạng rét đậm rét hại có khả năng quay trở lại với Bắc Bộ ngay trong những ngày đầu năm mới. Lui xuống khu vực Trung Bộ trong hai ngày 23 và 24 tháng 1, tức là ngày 29 và 30 tháng Chạp, do chưa chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên thời tiết tại đây cũng rất đẹp. Trời không mưa, có nắng, mức nhiệt độ trên toàn khu vực tiếp tục cao, trong khoảng là từ 27 cho tới 30 độ. Nhưng cũng từ đêm ngày 24 tháng 1 trở đi, khi có tác động của gió mùa Đông Bắc, ở khu vực Bắc miền Trung là các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh sẽ chuyển mưa dông. Sau đó, vùng mưa dông sẽ tiếp tục mở rộng xuống khu vực các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Cùng với không khí lạnh và mưa thì từ ngày 25 tháng 1 trở đi, tức là ngày mùng 1 Tết, ở khu vực Bắc miền Trung nhiệt độ cũng giảm mạnh và trời cũng chuyển cận ngưỡng rét đậm khi nhiệt độ ngày đêm chỉ từ 15 cho tới 20 độ. Còn ở Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, mức nhiệt ngày đêm là từ 17 cho tới 24 độ. Những ngày cuối năm âm lịch và sang cả đầu năm mới, thời tiết tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục là những ngày trời ổn định. Thời tiết không mưa, có nắng, nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở khu vực Tây Nguyên phổ biến trong khoảng là từ 16 cho tới 19 độ, trong khi ở các tỉnh Nam Bộ nhiệt độ là từ 21 đến 24 độ. Trong ngày, Nam Bộ và Tây Nguyên trời nắng sớm, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên là từ 28 đến 31 độ, còn ở tại Nam Bộ là từ 33 đến 35 độ. Nóng xảy ra cục bộ ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Trời nắng và khô nóng, do đó đều có kế hoạch đi lại, du xuân hoặc là tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời. Quý vị nên tránh vào thời điểm nắng gắt từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều để giữ sức khỏe. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió Nam đến Đông Nam ở mức là từ cấp 4 cho tới cấp 5. Đêm và sáng có sương mù và mưa nhỏ. Từ chiều tối ngày 24, gió chuyển dần sang hướng Đông Đông Bắc, cấp 5 đến cấp 6, có lúc là trên cấp 6, biển động. Thời tiết có sự thay đổi nên tàu thuyền hoạt động tại khu vực này cần hết sức lưu ý. Còn với khu vực Nam Biển Đông, thời tiết duy trì ổn định, có gió Đông đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5, mưa chỉ xảy ra ở diện vài nơi, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km. Như vậy, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn duy trì nắng ấm trong hai ngày cuối cùng của năm cũ. Sau đó, từ chiều tối và đêm 30 sang đến ngày đầu của năm mới Canh Tý, không khí lạnh về sẽ làm trời chuyển mưa và nhiệt giảm mạnh, trời chuyển rét đậm, có nơi là rét hại. Quý vị hết sức lưu ý để giữ gìn sức khỏe trong điều kiện thời tiết thay đổi nhanh chóng. Bản tin thời tiết cuối ngày 22 tháng 1 cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!